Ăn thịt gà cùng với 10 thứ này cực nguy hiểm, ung thư, suy thận, thọ non lúc nào không hay. Quý vị khán thính giả thân mến, thịt gà được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, mỗi món đem lại sức hấp dẫn riêng, khiến nhiều người rất yêu thích. Nó không chỉ ngon miệng mà nó còn có giá trị dinh dưỡng cao, thậm chí các bài thuốc từ thịt gà cũng chữa bệnh rất tốt. Việc kết hợp thịt gà với các nhóm thực phẩm khác nhau sẽ giúp tăng hương vị món ăn, khiến bạn có cảm giác ngon hơn mà không bị ngán khi thường xuyên ăn thịt gà. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y học cổ truyền, thịt gà không phải ăn như thế nào cũng bổ dưỡng, thậm chí là có một số thực phẩm khi kết hợp với thịt gà sẽ tạo ra chất độc hại, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của con người. Vậy đâu là những loại thực phẩm cần tránh không nấu với thịt gà? Hãy cùng Ăn Sạch Sống Khỏe tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé! Ăn thịt gà với 10 thứ này cực nguy hiểm, ung thư, suy thận, thọ non lúc nào không hay. Theo chuyên gia Bùi Hồng Minh, trong đông y, thịt gà vị ngọt, tính ấm, có tác dụng ôn trung ích khí, bổ tinh tủy. Tuy nhiên, thịt gà lại kỵ với một số thực phẩm vì trong quá trình hấp thu và chuyển hóa giữa các thành phần của thức ăn luôn có những tương tác rất phức tạp. Hậu quả của sự kết hợp phản khoa học các loại thức ăn sẽ trở thành gánh nặng đối với cơ thể. Khi gánh nặng đó vượt quá khả năng tự điều chỉnh, cơ thể sẽ bị ngộ độc, tiêu chảy, nôn mửa, thậm chí là suy nhược và dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Vậy đâu là những loại thực phẩm tuyệt đối không nên kết hợp với thịt gà mà chúng ta cần ghi nhớ? 1. Không nên nấu thịt gà với cá diết. Vì sao bạn lại không nên nấu thịt gà với cá diết? Đó là bởi thịt cá diết có tính nóng, có công dụng lợi tiểu rất mạnh. Còn thịt gà lại mang tính ôn, tốt cho khí huyết, làm khỏe hệ tiêu hóa. Hai món này về mùi vị và tính năng đều không hợp với nhau. Hơn nữa, vì chúng đều chứa nhiều enzyme, kích thích tố và axit amin nên khi ăn chúng với nhau sẽ tạo thành những phản ứng hóa học không có lợi cho sức khỏe. 2. Hãy nhớ đừng ăn thịt gà với mù tạt. Một đáp án khác cho câu hỏi thịt gà kỵ với món gì đó chính là mù tạt. Thịt gà thuộc nhóm thức ăn có tính ôn, còn mù tạt là thực phẩm có tính cay nóng. Khi kết hợp hai thứ này với nhau sẽ làm sản sinh rất nhiều năng lượng, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. 3. Thịt gà không kết hợp với món tôm. Từ trước đến nay, chúng ta vẫn nghĩ rằng thịt gà và tôm đều là những loại thực phẩm rất lành tính và mang lại nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe. Nếu ăn chung với nhau thì sẽ càng bổ dưỡng. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không đúng. Thịt gà có tính ôn, vốn khó tiêu hóa, còn tôm thì ngược lại. Nếu dùng thịt gà chung với tôm sẽ gây ảnh hưởng xấu đến dạ dày và lá lách, đặc biệt sẽ khiến chức năng tiêu hóa bị suy giảm. 4. Không ăn mận sau khi ăn thịt gà. Mận là một món quà vặt khoái khẩu của rất nhiều người. Bạn có thể ăn loại quả này bất kỳ lúc nào mình muốn. Tuy nhiên, hãy tránh ăn mận nếu vừa ăn thịt gà xong, bởi quả mận có tính ôn và sáp. Nếu ăn thịt gà với mận sẽ sinh ra chứng hoắc loạn, thổ tả hoặc ngược tật, sốt nóng, sốt rét. Nếu lỡ may vấp phải tình trạng này, hãy nấu nước sơn ra uống là sẽ khỏi bệnh hoàn toàn. 5. Không ăn thịt gà với rau kinh giới. Rất nhiều loại rau có thể ăn chung với thịt gà, nhưng rau kinh giới thì không, bởi vì vị cay của kinh giới lại có tác dụng hạ huyết ứ. Khi kết hợp thực phẩm dưỡng huyết khu phong với thịt gà tính ấm sẽ khiến bạn mắc chứng đau đầu, chóng mặt, ù tai, toàn thân run rẩy, ngứa ngáy trong đầu, não. Cũng theo chia sẻ của lương y đa khoa Bùi Hồng Minh, Phó Chủ tịch Hội Đông y quận Ba Đình, Hà Nội, những người có chứng bệnh phong cần phải kiêng ăn thịt gà với kinh giới vì món ăn này dễ gây động phong phát hỏa, nóng nực trong người. Ăn vào sẽ phát bệnh. Đó là lý do nhiều người thường nói ăn thịt gà độc là vì vậy. 6. Thịt gà kỵ với canh rau cải.
Bạn có bao giờ nấu thịt gà chung với rau cải hay không? Và bạn có thắc mắc vì sao chúng ta chỉ thường nấu canh rau cải với thịt lợn băm chứ không ai nấu rau cải với thịt gà hay không? Đó là bởi theo đông y, thịt gà có tính ôn vị ngọt, không độc và rất bổ dưỡng. Đây cũng là loại thực phẩm bổ âm cho tỳ vị, bổ khí, huyết và thận. Đặc biệt, thịt gà có tác dụng bồi bổ cao cho người bị bệnh lâu ngày, dạ dày bị hàn, suy yếu, khả năng hấp thu thức ăn kém. Cũng trong đông y, cải xanh có tính ôn, vị cay, làm ấm tỳ vị và kích thích tiêu hóa, có tác dụng giải chứng cảm hàn, thông đờm, lợi khí. Cũng bởi rau cải có vị đắng nên người ta thường gọi là cải đắng, hay còn gọi với tên khác là cải bẹ xanh. Mặc dù cả thịt gà và rau cải đều có tác dụng rất lớn đối với sức khỏe con người, tuy nhiên, thịt gà có tính ôn, cải bẹ xanh cũng có tính ôn. Như vậy, khi dùng chung thì tính ôn, ấm nóng sẽ tăng lên gây phát hỏa trong cơ thể. Vậy nên, bạn hãy tránh nấu rau cải với thịt gà để không gây ra những hậu quả đáng tiếc. 7. Thịt gà kỵ với tỏi và hành sống. Ở rất nhiều vùng miền, người dân thường có thói quen ăn thịt gà chấm với muối vừng kèm theo vài lát hành củ khô hay vài miếng tỏi. Nhất là nam giới, rất chuộng sự kết hợp này. Tuy nhiên, theo đông y thì thịt gà tính ngọt, ấm, còn tỏi lại tính nhiệt, hành có tính hàn. Nếu chúng ta kết hợp thịt gà với hành tỏi sống sẽ khiến cơ thể tăng nhiệt, thậm chí là nóng lạnh giao tranh xung đột, khiến cho khí huyết bị tổn thương nghiêm trọng. 8. Thịt gà tránh ăn với cơm nếp. Điều này nghe có vẻ kỳ lạ, bởi cơm nếp và thịt gà vốn là món ăn được ưa chuộng ở rất nhiều nơi, tại sao lại được đưa vào nhóm thực phẩm đại kỵ được? Thậm chí, đây là sự kết hợp phổ biến ở tất cả các vùng miền của Việt Nam. Nguyên nhân là bởi thịt gà và cơm nếp đều có vị ngọt, tính ấm. Khi kết hợp với nhau sẽ tạo ra cơ hội phát sinh ra sáng dây và sáng sơ mít khi đi vào cơ thể. Các loại sáng này rất nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Nếu sáng xâm nhập lên não và phổi sẽ tàn phá cơ thể nghiêm trọng. Do đó, những ai có thói quen thích ăn cơm nếp với thịt gà thì nên từ bỏ ngay từ bây giờ, nếu không muốn cơ thể của mình dùng để cho sáng làm tổ khi ăn quá nhiều. 9. Thịt gà kỵ với rau răm. Có thể rau răm mang lại tác dụng rất tốt trong việc tăng cường cơ bắp và thị lực. Tuy nhiên, hậu quả của việc ăn nhiều rau răm là khiến nam giới bị suy giảm ham muốn tình dục, đồng thời có thể dẫn đến nguy cơ bị sảy thai ở những sản phụ đang trong giai đoạn cuối của thai kỳ. Khi kết hợp rau răm với thịt gà thì chúng lại tạo nên chất gây cản trở hệ tiêu hóa, thậm chí là tắc nghẽn dạ dày và táo bón. 10. Đừng bao giờ ăn thịt gà chấm muối vừng. Các chuyên gia đông y chia sẻ rằng thịt gà thuộc về phong mộc. Nếu ăn lẫn muối vừng, rau thơm tác động đến can phong mà sinh ra chứng chóng mặt, run rẩy cả người. Nếu chẳng may ăn phải, có các triệu chứng trên thì nấu nước cam thảo uống sẽ giúp cải thiện tình hình. Một số bộ phận còn gây độc hại cho sức khỏe nếu không được sơ chế đúng cách. Tốt nhất là bạn nên tránh không sử dụng các bộ phận này. 1. Hạn chế ăn phao câu gà. Phao câu là vị trí mọc lông đuôi của con gà, có thịt rất mềm và ngậy nên nhiều người rất thích ăn. Bộ phận này là nơi tập trung của tuyến dịch bạch huyết, vì đại thực bào trong tuyến dịch bạch huyết có thể ăn các loại vi khuẩn và độc tố gây bệnh. Lâu dần, các chất độc đọng lại phần phao câu, trở thành nơi chứa các loại virus, vi khuẩn và mầm bệnh. Ăn phao câu chính là bạn đã vô tình ăn chất độc vào người mà không hề hay biết. 2. Không ăn các phần nội tạng như gan và mề gà. Bạn có yêu thích các món ăn từ nội tạng gà hay không? Dù có thích đến mấy thì cũng nên hạn chế, bởi nội tạng của bất kỳ loài gia súc gia cầm nào cũng đều không tốt cho sức khỏe. Trong đó, gan gà chứa mầm bệnh tật
tích lũy nhiều kim loại nặng nhất. Còn phần mề gà là nơi nhiều chất độc hại còn đọng lại của thức ăn nhiễm độc. Ngoài ra, hàm lượng cholesterol trong nội tạng gà rất cao. Đây cũng là bộ phận dễ nhiễm ký sinh trùng, vi khuẩn và virus. Vì vậy, phụ nữ đang cho con bú, trẻ nhỏ hoặc người có cơ địa nhạy cảm không nên ăn nội tạng gà, ngoại trừ phần trứng non. Ở các nước châu Âu, họ không bao giờ ăn nội tạng gà, mà thường dùng làm thức ăn cho động vật bởi họ cho rằng chúng rất độc đối với cơ thể. 3. Tránh ăn phần da và cổ gà. Cả Đông y và Tây y đều khuyến cáo mọi người tuyệt đối không nên ăn da gà, đặc biệt khi đang bị bệnh, vì phần này chứa rất nhiều chất béo và hàm lượng cholesterol cao, nhất là vùng da ở cổ. Một số tuyến bạch huyết giải độc tập trung ở lớp mỡ dưới da của cổ gà, có các độc tố gây bệnh và chất tăng trọng trong chăn nuôi còn lưu lại. Đặc biệt khi chế biến món gà quay, cholesterol trong da gà bị oxy hóa, tạo thành hợp chất rất nguy hại đối với sức khỏe. Nếu nhiệt độ quá cao, còn có thể sinh ra chất gây ung thư. Những người này tuyệt đối không nên ăn thịt gà nếu không muốn rước đại họa vào thân. 1. Người bị sỏi thận, tránh ăn nhiều thịt gà. Khi bị bệnh sỏi thận, bạn cũng nên tránh xa hoặc kiêng ăn các loại thịt thơm ngon này. Bởi thịt gà là loại thực phẩm rất giàu protein nên sẽ khiến lượng oxalate trong nước tiểu tăng lên và hình thành các loại sỏi. 2. Người bị huyết áp cao, bệnh tim mạch. Xét trên góc độ y học hiện đại cho biết, da gà và lòng trắng trứng gà có nhiều mỡ cùng cholesterol, nên những người bị huyết áp cao, bệnh tim mạch không nên ăn nhiều thịt gà, đặc biệt là da gà và lòng trắng trứng. 3. Những người bị bệnh viêm khớp. Viêm xương khớp là loại bệnh ngày càng phổ biến. Việc điều trị chủ yếu hiện nay vẫn sử dụng các thuốc kháng viêm. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống và tập luyện cũng góp phần thúc đẩy quá trình điều trị bệnh được hiệu quả hơn. 4. Những người vừa phẫu thuật và có vết thương hở. Chị Vân Anh, 25 tuổi, Thái Bình, kể chị sinh mổ, chị chưa đợi vết thương lành lại mà đã vội ăn thịt gà vì quá thèm. Vậy là vết mổ bị sưng lên và ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Khi đó, chị mới biết là do khi sinh xong, chị vẫn ăn thịt gà bình thường không kiêng. Mẹ chồng chị còn bảo ngày xưa đẻ phải kiêng thịt gà nửa tháng. Chị Vân Anh chủ quan và hậu quả đến giờ vẫn lãnh đủ ngứa vết mổ. Mang băn khoăn của chị Vân Anh trao đổi với thạc sĩ Phạm Việt Hoàng, Bệnh viện Tuệ Tĩnh. Thạc sĩ Hoàng cho rằng, không chỉ có các sản phụ nói riêng, mà ngay cả những người vừa mới phẫu thuật xong đang mang vết thương trên cơ thể cũng tuyệt đối không nên ăn thịt gà. Một phần vì có thể gây ngứa, mặt khác có thể sẽ để lại sẹo khó chữa. 5. Những người bị bệnh xơ gan. Những người đang mắc bệnh xơ gan cần tránh một số loại thực phẩm có khả năng làm bệnh nặng hơn, điển hình là thịt gà. Do đây là loại thực phẩm có tính nóng nên sẽ trợ thấp nhiệt, làm cho chứng thấp nhiệt ở gan nặng thêm, tình trạng bệnh sẽ chuyển biến xấu. 6. Những người bị rối loạn tiêu hóa. Thịt gà có rất nhiều dưỡng chất, nhưng những người có vấn đề về tiêu hóa nên phải tránh xa thực phẩm này, bởi ăn quá nhiều thịt gà rất khó tiêu. Ngay cả với người bình thường, khi tiêu thụ thịt gà quá mức cũng đã khiến bộ máy tiêu hóa phải mất nhiều giờ để làm việc, vừa gây khó chịu cho cơ thể. Những người có vấn đề về tiêu hóa nên tránh ăn thịt gà vì chúng không có lợi về mặt tiêu hóa. Quý vị khán thính giả thân mến, vậy là trong chương trình ngày hôm nay, Ăn Sạch Sống Khỏe đã chia sẻ chi tiết về tất cả những sai lầm cần tránh khi ăn thịt gà để không gây nguy hại cho sức khỏe, đồng thời giúp bạn tận hưởng được hết các giá trị, các lợi ích mà thực phẩm bổ dưỡng này mang lại. Nếu quý vị thấy thông tin này hữu ích,
Đừng quên chia sẻ với bạn bè, với những người thân yêu của chúng ta để cùng nhau sống khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi, đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.